Xin chào các bạn, chia sẻ với cả nhà, Ngọc Anh vừa trải qua một thời kỳ F0 trong khoảng 8 ngày và bây giờ thì Ngọc Anh đã hoàn toàn khỏe mạnh và cũng chúc cho những ai đang bị F0 hoặc là chưa bị F0 thì sẽ luôn có cách để bảo vệ cho sức khỏe của mình và gia đình mình và sẽ chúc cho các bạn sẽ luôn luôn mạnh khỏe nhé. Và hôm nay chủ đề chia sẻ trong video này của Ngọc Anh đó là tìm một cái giải pháp giúp mình phục hồi lại làn da sau một cái thời kỳ mình bị F0. Các bạn có thể để ý là da Ngọc Anh đang bị mụn cùng thấy một cái vết ở trên mặt. Thì đây là không hiểu sao trong 8 ngày Ngọc Anh bị Covid thì nó bị xuất hiện cái vết này ở trên mặt của mình. Và mặt của mình đã nổi rất là nhiều những cái mụn li ti ở trên mặt. Cũng có thể là do trong quá trình mình mắc Covid thì mình mệt và mình cứ nằm suốt. Do đó thì cái vệ sinh mặt của mình cũng không được đảm bảo. Bên cạnh đấy thì những cái chất độc trong cơ thể của mình nó có bài tiết ra. Vì vậy làn da của mình nó có cái dấu hiệu sập sệ đi xuống rất là nhiều. Và mình không có thời gian hoặc là mình không chú trọng đến chăm sóc da thì làn da của mình nó bị xuống cấp. Và rất là may mắn là ngày hôm qua, ngày 20 tháng 2 thì công ty đã ra mắt một cái siêu phẩm, đó là mặt nạ vitamin C. Nghe có hấp dẫn đúng không ạ? Vitamin C thì rất nhiều người đã nghe đến tên rồi đúng không ạ? Nó giúp tốt cho sức khỏe, sức đề kháng của con người rất là tốt. Nhưng ngày hôm nay một cái siêu phẩm ra mắt ở trên thị trường đó là mặt nạ vitamin C. Thì ngay lập tức thì Ngọc Anh đã dinh cho mình một cái hộp mặt nạ để mình cũng trải nghiệm luôn cho làn da của mình, giúp làn da mình sẽ phục hồi sau cái thời kỳ mình bị Covid. Thì trên đây là cái hộp mặt nạ, một hộp mặt nạ sẽ gồm 10 miếng như này đúng không? Và hôm nay Ngọc Anh sẽ khui cái miếng đầu tiên. Và trong cái phần đào tạo sản phẩm của công ty thì có khuyến cáo là nếu như sử dụng 7 ngày liên tục thì sẽ giúp làn da của chúng ta sẽ trắng sáng lại đó. Và cái công dụng lớn nhất của mặt nạ vitamin C nó sẽ mang lại là gì ạ? Chính là dưỡng trắng đấy ạ. Bên cạnh đó nó còn dưỡng ẩm và giảm các dấu hiệu của lão hóa cho làn da, ngăn những cái tình trạng như nhăn trùng chảy xệ cho làn da. Và bây giờ hãy cùng Ngọc Anh trải nghiệm cái ngày đầu tiên với mặt nạ vitamin C của Naturebook nhé. Và da mặt Ngọc Anh tối nay thì đã được tẩy da chết và rửa mặt rồi. Sau đấy thì Ngọc Anh có bôi nước hoa hồng để cân bằng lại pH của làn da. Và bây giờ thì mình sẽ đắp mặt nạ. Thì hãy cùng khui với Ngọc Anh cái mặt nạ này nhé. Nhìn rất là sang, xịn mịn luôn cả nhà. Đấy. Và đây là dạng Empo tức là tinh chất cô đặc. Đó, tức là dưỡng chất trong mặt nạ là dạng Empo. Đó, và đây là hàng nhập khẩu nên cả nhà để ý mọi có cái tem phụ của công ty nhập khẩu, tem phụ của Hòa Bình Group đấy. Và bây giờ hãy cùng Ngọc Anh sẽ khui nhá. Đây có một cái đường xé, mình sẽ xé ra. Và mình sẽ cảm nhận cái mùi hương. Hôm qua học đào tạo sản phẩm thì trong đây có thành phần vitamin C của quả mặn là Cocodu, một cái loại quả mà có hàm lượng vitamin C cao gấp 100 lần vitamin C từ trong quả cam, quả chanh đấy. Wow, mùi rất là thơm, mùi hoa quả rất là tuyệt vời này. Và trong cái miếng này cũng khá là nhiều dưỡng chất. Và mình sẽ dàn ra là mà mình apply trên mặt của mình. Và Ngọc Anh cũng sẽ trở lại video trong vòng khoảng 20 phút sau khi mình nằm thư giãn với cái miếng mặt nạ này. Đó, rất là nhiều dưỡng chất luôn. Empu tức là tinh chất cô đặc cả nhà nhá. Đó. Bây giờ thì mình sẽ apply trên mặt. Đó, nhiều dưỡng chất quá. Miếng mặt nạ khá là to nhá. Miếng mặt nạ này khá là to luôn. Đó. Nên là những cái ai mà có cái mặt to thì hoàn toàn là phù hợp, là vừa luôn. Mặt mình cũng tương đối to. Đó. Và bây giờ thì Ngọc Anh sẽ nằm thư giãn trong vòng 20 phút và sẽ trở lại video cùng với mọi người nhé. Mình sẽ dàn đều cái mặt nạ này ra. Bye bye, hẹn cả nhà trong 20 phút nữa nha. Ok, đã hết 20 phút Ngọc Anh thư giãn với miếng mặt nạ vitamin C của Naturebook. Và bây giờ là lúc mình sẽ tháo miếng mặt nạ ra. Wow, cảm giác là làn da của mình được làm dịu một cách nhanh chóng sau khi mình trải nghiệm với miếng mặt nạ này. Đó, các bạn thấy không ạ? Rất là có da ẩm, mượt, mát. Và trong cái miếng mặt nạ, trong cái túi đựng miếng mặt nạ này còn rất là nhiều dưỡng chất ở đây. Nếu mà thiếu thì chúng ta có thể vuốt lên và chúng ta sẽ đổ lên mặt của chúng ta. Nhưng mà thực tế thì sau khi Ngọc Anh đắp xong, da của mình cũng còn rất là nhiều dưỡng chất mà mình chưa phải sử dụng những cái dưỡng chất còn lại ở trong cái miếng đựng mặt nạ. Đó. Và các bạn có thể dùng những cái dưỡng chất này, các bạn có thể massage cái vùng cổ hoặc là vừa nãy Ngọc Anh massage cái vùng tay của mình, những cái dưỡng chất còn lại mình có thể massage, tận dụng để massage cổ tay hoặc thậm chí là chân của mình để tiết kiệm tối đa nhất có thể những cái dưỡng chất tuyệt vời từ vitamin C cũng như những cái dưỡng chất thực vật trong cái miếng mặt nạ này.
đó, và hãy trải nghiệm đi ạ, 7 ngày để chúng ta có thể phục hồi lại làn da chúng ta, có thể giúp làn da chúng ta ngăn ngừa giảm các dấu hiệu của nhân trùng chảy xệ cũng như lão hóa. Và bạn hoàn toàn có thể rửa mặt đi với nước sạch, sau đấy cân bằng lại với nước hoa hồng và sử dụng tiếp cái bộ dưỡng da của các bạn bình thường. Còn ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ trải nghiệm với cái khuôn mặt này và sẽ để đi ngủ, đến sáng hôm sau mình sẽ có thêm những cái trải nghiệm tuyệt vời đối với loại mặt nạ vitamin C của Nature. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi theo cái video này của Ngọc Anh. Và bạn nào đang muốn dùng thử trải nghiệm những cái miếng mặt nạ vô cùng tuyệt vời chiết xuất từ vitamin C của thương hiệu Nature thì hãy đừng ngần ngại, hãy inbox ngay cho Ngọc Anh để có thể sở hữu những cái em siêu phẩm về mặt nạ này nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong phần video chia sẻ tiếp theo của Ngọc Anh nhé. Bye bye.